Thưa quý vị, thưa các bạn, mặc dù dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng tới mọi hoạt động đời sống kinh tế xã hội, nhưng với tinh thần sáng tạo, linh hoạt, trong 2 năm qua, các hoạt động xúc tiến thương mại đã được đổi mới phù hợp với điều kiện thực tế. Hầu hết chương trình hội chợ, triển lãm, hội nghị, hội thảo, giao thương liên kết vùng, kết nối cung cầu được triển khai bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đã đem lại hiệu quả nhất định. Nằm trong chương trình xúc tiến thương mại cấp quốc gia năm 2021, dưới sự chủ trì của Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Xuất khẩu, Cục Xúc tiến Thương mại và các thương vụ, Tổ chức Xúc tiến Thương mại Việt Nam tại nước ngoài, tổ chức Hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung cấp với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại tại Yên Bái năm 2021. Cái hội nghị này thì cũng đã có sự tham dự của các thương vụ cũng như là tham tán thương mại của Việt Nam ở tại các nước, rồi sự kết nối với các cái doanh nghiệp của nước ngoài thông qua hình thức trực tuyến thì cũng đã đem lại cái hiệu quả rất là thiết thực cho doanh nghiệp. Trong bối cảnh là dịch bệnh như thế này thì cái việc mà thực hiện các cái hoạt động xúc tiến thương mại trực tiếp là cái sự khó khăn và bất khả thi cho cái việc mà xúc tiến thương mại trực tiếp, thì cái giải pháp mà xúc tiến thương mại trực tuyến mà đã thực hiện trong năm nay thì đã giúp phần giải quyết không chỉ cho các doanh nghiệp mà cũng hỗ trợ cho các doanh nghiệp là tiếp cận, thu thập các cái thông tin, nắm bắt về tình hình thị trường và kết nối trực tiếp với các cái doanh nghiệp của nước ngoài thông qua các cái dịch vụ trực tuyến. Tại đây, các doanh nghiệp trong nước đã trực tiếp giao thương, giới thiệu tiềm năng thế mạnh của mình, kết nối trực tuyến với tham tán, tổ chức xúc tiến thương mại của Việt Nam tại các thị trường mục tiêu, giàu tiềm năng trên thế giới, đồng thời nắm bắt những thông tin cần thiết về tình hình, nhu cầu, thuận lợi cũng như điều kiện để xuất khẩu vào thị trường các nước, hiểu biết những điều kiện và tiêu chuẩn khi xuất khẩu hàng hóa ra thị trường khu vực và thế giới. Bên lề hội nghị, với 3 phòng họp chia theo các ngành hàng, các doanh nghiệp Việt Nam đã kết nối trực tuyến, giao lưu với các doanh nghiệp tại các nước như Liên bang Nga, Pakistan, Trung Quốc. Đây là cơ hội tốt để các doanh nghiệp quảng bá tiềm năng thế mạnh, sản phẩm tới các đối tác nước ngoài, nhất là các sản phẩm nông sản như chè, quế, sắn, nông sản thực phẩm tươi, nông sản chế biến và các sản phẩm như đá trắng, sản phẩm gỗ, v.v. Cục Xúc tiến Thương mại và Sở Công Thương của Yên Bái, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Yên Bái đã tạo cơ hội cho chúng tôi được giao lưu này. Đây là một trong những cái điều kiện quan trọng để các doanh nghiệp có cơ hội tiếp xúc với các cơ quan quản lý nhà nước, rồi là những người tiêu dùng thông thái để người ta biết được những cái sản phẩm chất lượng cao. Và khi được đầu tư công sức ra cái sản phẩm tâm huyết rồi thì chúng tôi muốn có những cái hội nghị như thế này để quảng bá rộng hơn, không những cho trong nước, cho các tỉnh bạn và cho cả quốc gia. Vì sản phẩm Ôm Cốp là sản phẩm đặc trưng của mỗi vùng miền, đạt được cái thương hiệu đó và tạo cái sự lan tỏa cạnh tranh các tỉnh với nhau và thậm chí cạnh tranh quốc gia với nhau để tạo cái giá trị gia tăng và thu nhập cho các doanh nghiệp chúng tôi. Đây là một cơ hội rất lớn. Tuy là do dịch bệnh cũng hạn chế về trực tiếp, nhưng mà qua những cái cuộc xúc tiến như thế này cũng giúp các doanh nghiệp là được kết nối, được giao lưu và được học hỏi từ các đơn vị bạn. Chúng tôi cũng mong muốn được giới thiệu sản phẩm và được quảng bá sản phẩm của mình cả về chất lượng lẫn thương hiệu đến tất cả các khách hàng ở các tỉnh thành, và xa hơn nữa là sẽ được kết nối để xuất khẩu. Phát huy hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại đã triển khai trong khi dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát, lãnh đạo Cục Xúc tiến Thương mại cho biết, Cục sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ cho các trung tâm xúc tiến thương mại và doanh nghiệp trên cả nước, lựa chọn hàng hóa có thế mạnh của từng địa phương, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, hội nghị kết nối cung cầu, hội chợ trong và ngoài nước, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, công nghiệp công nghệ cao vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu. Trong thời gian tới thì Cục Xúc tiến Thương mại cũng sẽ tiếp tục định hướng cho các hoạt động xúc tiến thương mại, thì cũng vẫn nằm ở trên cái nền tảng là các cái hoạt động xúc tiến thương mại trực tuyến. Chúng tôi cũng cử các cái cán bộ kỹ thuật của Cục Xúc tiến Thương mại cũng như là xây dựng các cái module để hướng dẫn cho các địa phương thực hiện các cái hoạt động xúc tiến thương mại trực tuyến. Tuy nhiên là chúng ta cũng phải tùy vào cái bối cảnh dịch bệnh để mà chúng ta sẽ kết hợp giữa các cái hoạt động xúc tiến thương mại trực tuyến và cái hoạt động xúc tiến thương mại trực tiếp, hoặc là kết hợp giữa cả hai cái hoạt động này để mà đem lại hiệu quả cao hơn cho cái hoạt động xúc tiến thương mại.
Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng như hiện nay, nhất là khi các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương mà Việt Nam đã ký kết đi vào thực thi, thì việc đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương không chỉ là cơ hội để doanh nghiệp thâm nhập thị trường mà còn giúp doanh nghiệp Việt Nam tự đánh giá lại khả năng của mình, lựa chọn phương án, kế hoạch đầu tư sản xuất sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu của thị trường các nước nhập khẩu, có phương án liên doanh liên kết, hướng đến mục tiêu giảm dần tỷ trọng sản xuất sản phẩm thô, tăng cường đầu tư sản xuất sản phẩm cuối cùng cho giá trị gia tăng cao để phát triển sản xuất bền vững.